Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, những cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã kéo dài qua nhiều tháng, dù cho cái nguồn gốc khơi ngoài biểu tình là dự luật dẫn độ đã chính thức bị khai tử. Xoay quanh vấn đề biểu tình ở Hồng Kông, trên mạng xã hội Trung Quốc có những tin đồn râm ran rằng một số người cầm đầu biểu tình ở Hồng Kông như Hoàng Chi Phong, Hà Vận Thi là hậu duệ của Việt Nam. Thậm chí có cư dân mạng Trung Quốc cho rằng những người đi biểu tình ở Hồng Kông không phải là người Trung Quốc mà là những người gốc Việt hoặc là gốc gác Đông Nam Á. Sau những tin đồn của phía Trung Quốc, trên mạng xã hội Việt Nam lại xuất hiện một số fanpage kêu gọi ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Trước những sự kiện này, một số người cảm giác như Việt Nam có liên quan gì đó đến cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Để làm sáng tỏ vấn đề, trong chương trình hôm nay, tôi xin trình bày với quý vị một số góc nhìn từ phía Trung Quốc đối với tin đồn về việc các lãnh đạo biểu tình ở Hồng Kông là hậu duệ của Việt Nam. Trước hết, xin trích lược bài viết "Những kẻ gây rối hung hãn nhất ở Hồng Kông là hậu duệ Việt Nam", truyền thông bác bỏ. Bài viết này vốn có nguồn gốc trên tờ Hoàn Cầu Thời báo. Tuy nhiên đáng tiếc là hiện nay tôi không tìm được đường link gốc của nó, cho nên phần dịch sau đây là dịch từ bài báo đã được trang Sina dẫn lại. Bài báo viết, xoay quanh cục diện bất ổn hiện nay ở Hồng Kông, trên mạng luôn có một thuyết nói rằng những kẻ gây náo loạn nhất là hậu duệ Việt Nam, cũng có thuyết nói là hậu duệ Đông Nam Á. Họ ở Hồng Kông có số lượng khá đông, lên đến 300.000. Một số bài viết còn căn cứ vào tướng mạo và họ tên của một số người để phán đoán và kể ra một số người được gọi là phần tử cảng độc, tức là những người cổ suý cho Hồng Kông độc lập với Trung Quốc. Thực ra thuyết này không phù hợp với sự thực. Lấy ví dụ như trường hợp Hoàng Chi Phong, một người được điểm danh như đầu sỏ tai họa của Hồng Kông. Cha anh ta là Hoàng Vĩ Minh, năm nay 55 tuổi, là người sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Ông Hoàng Vĩ Minh học trung học tại trường nổi tiếng Queen Elizabeth và học cùng khóa với Viên Quốc Cường, người từng làm Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông. Hoàng Vĩ Minh từng là thành viên Đảng Đối lập Công dân. Mẹ của Hoàng Chi Phong là bà Grace cũng là một người sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông và là người bạn đồng học với Hoàng Vĩ Minh. Ca sĩ gây tranh cãi ở Hồng Kông là Hà Vận Thi cũng bị đồn là hậu duệ Việt Nam. Sau sự kiện người biểu tình xông vào tòa nhà lập pháp hôm 1 tháng 7 năm nay, Hà Vận Thi đã lên mạng xã hội bày tỏ ủng hộ và sau đó còn chạy đến Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đặt Hồng Kông và Trung Quốc đứng song song với nhau. Cô ta công khai khuyến khích những người biểu tình học cách biến kháng nghị ngắn hạn thành kháng nghị dài hạn. Tuy nhiên, không có tin tức nào cho thấy cô ta là hậu duệ của người Việt Nam. Tư liệu công khai cho thấy Hà Vận Thi sinh năm 1977 trong gia đình một giáo sư ở Hồng Kông. Năm Hà Vận Thi 11 tuổi, theo cha mẹ đến Canada, đã mang theo hộ chiếu ghi là công dân Hồng Kông vĩnh cửu. Còn có một cư dân mạng nói rằng phần tử cảng độc Chiêu Hiến Thông là con nạn dân Việt Nam. Tuy nhiên thuyết đó vẫn chưa được chứng thực. Sở dĩ có thuyết này có thể là vì liên quan đến vóc dáng của Chiêu Hiến Thông, cũng có thể là vì anh ta thích tuyên truyền đòi độc lập cho Hồng Kông và tự xưng là không phải là người Trung Quốc, đồng thời dùng từ China để chỉ người Trung Quốc. Cuối năm 2013, Chiêu Hiến Thông xông vào doanh trại giải phóng quân, đến 2014 bị tuyên phạt ngồi tù 2 tuần và quản chế 1 năm. Trước khi bị tuyên án, anh ta đứng trước cửa tòa án lớn tiếng hô vang khẩu hiệu Hồng Kông độc lập và bị một người tát liên tiếp vào mặt. Tư liệu công khai cho thấy, thập niên 1980, có đến cả chục vạn người Việt Nam vì chiến tranh mà chạy đến Hồng Kông. Sau năm 1997, rất nhiều nạn dân Việt Nam ở Hồng Kông đã đổi sang châu Âu và Mỹ hoặc là quay về cư trú ở Việt Nam. Theo những gì mà phóng viên Thời báo Hoàn Cầu biết được, thì hiện nay số người Việt Nam ở Hồng Kông và Macau vẫn còn không ít. Ước chừng 5.000 người ở Hồng Kông và khoảng 2 vạn người ở Macau. Về cơ bản, cuộc sống của người Việt Nam ở Hồng Kông là yên ổn và quan hệ giữa Hồng Kông với Việt Nam cũng luôn tốt đẹp. Giao dịch kinh tế của hai bên rất mật thiết. Chính phủ Việt Nam luôn tranh thủ việc Hồng Kông mở cửa cho người Việt Nam đến nơi này làm việc công tác. Những năm trước, sau khi chính phủ Hồng Kông mở cửa cho người Campuchia đến Hồng Kông làm người giúp việc, chính phủ Việt Nam cũng đã tranh thủ mở cửa cho lao động Việt Nam sang Hồng Kông làm việc. Các bạn thân mến, như vậy, bài viết của Thời báo Hoàn Cầu
đã bác bỏ những đồn đại của cư dân mạng về việc những thủ lĩnh biểu tình ở Hồng Kông là hậu duệ của Việt Nam. Chúng ta nên nhớ rằng Thời báo Hoàn Cầu là một tờ báo có lập trường chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Trong quá khứ, tờ báo này đã nhiều lần có quan điểm hiếu chiến khi bàn tới những tranh chấp trên Biển Đông. Do vậy, nếu như quả thực những kẻ biểu tình có chút liên hệ nào với Việt Nam, dù chỉ là gốc gác xa xôi, chắc chắn tờ báo này cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng dù cho Thời báo Hoàn Cầu đã thẳng thắn bác bỏ, các tin đồn vẫn râm ran. Và một câu hỏi đáng phải đặt ra là tại sao cư dân mạng Trung Quốc lại nghĩ rằng những người thủ lĩnh biểu tình xông xao nhất lại là hậu duệ của Việt Nam? Về vấn đề này, trên trang banetbook.org hôm 22 tháng 9 năm 2019 có bài viết với tựa đề Lô Kỳ Đạt nói Hà Vận Thi, Hoàng Chi Phong bị nói là người Việt Nam và tư tưởng đế quốc thiên hạ ở phía sau. Trước hết xin giới thiệu qua, Lô Kỳ Đạt là một nhà văn mạng ở Hồng Kông, sinh năm 1990, chuyên bình luận về các vấn đề thời sự với biệt danh là Thận Đệ. Trong bài báo của mình, Lô Kỳ Đạt viết, trong thời kỳ vận động phản đối dự luật dẫn độ về Trung Quốc, có những tiếng nói thân Bắc Kinh ở trên mạng nói rằng những người đi đầu phản đối dự luật nổi tiếng như Hà Vận Thi, Hoàng Chi Phong là hậu duệ của Việt Nam. Tháng 6, Hồng Kông xảy ra nạn, Trung Cộng liền thực hiện lấy người Phúc Kiến Nam Hạ tác chiến. Trên mạng thì xuyên tạc tình hình Hồng Kông để thực hiện tin tức chiến, nhưng thủ đoạn vụng về. Những điều người Trung Quốc nói về tình hình Hồng Kông, đại đa số đều khiến người dân Hồng Kông dở khóc dở cười. Chẳng hạn trong thời kỳ đầu bộc phát va chạm, liền có người cho là hiện trường biểu tình có người ở hải ngoại chỉ huy, tức là ám chỉ người của CIA. Sau khi các tin tức liên quan được Trung Quốc truyền qua truyền lại, chắc chắn sẽ có người tin. Tờ Tín Báo của Hồng Kông đã phỏng vấn trên đường phố một người phụ nữ rất thành thực đến từ An Huy. Người này đã có hành động như thuộc lòng là rút điện thoại hiển thị chứng cứ người ngoài ở hiện trường. Trong các thuyết tương tự đang nổi lên đó, có một loại càng đặc biệt hơn. Đó là những tiếng nói thân Bắc Kinh đã lan truyền tin tức rằng những người đi đầu phong trào phản đối dự luật dẫn độ là hậu duệ Việt Nam. Hà Vận Thi, Hoàng Chi Phong tự nhiên là những đối tượng bị xem mặt bắt hình dong. Đến nỗi các thuyết của phía Trung Quốc còn như thế này. Gây rối đòi Hồng Kông độc lập, đại đa số không phải là người Trung Quốc, mà là những hậu duệ của các thuyền nhân Nam Việt. Đừng quên rằng những thanh niên tráng niên đi đầu đòi Hồng Kông độc lập đều là những nạn dân Nam Việt trước kia chạy đến Hồng Kông. Hiện nay những người này ở Hồng Kông ước chừng hơn 30 vạn người. Vậy những người Hồng Kông nổi danh như nói trên có phải là người Việt Nam không? Hoặc giả là gia đình của họ có phải gốc gác Việt Nam không? Thì tôi không rõ, nhưng việc ngày càng nhiều người Hồng Kông bị cho là người Việt Nam thì chỉ chứng tỏ một cảm xúc tiềm thức lịch sử của người Trung Quốc. Người Trung Quốc tưởng tượng bản thân họ từng có một quốc gia lớn hơn. Chẳng hạn, họ tưởng tượng như lãnh thổ nước Mông Cổ từng có là của mình, hoặc là chỉ cần nước nào dùng chữ Hán thì cũng là của họ. Khi nói chuyện với những người lớn tuổi về những vấn đề này, họ luôn vô tình tiết lộ sự đau xót rằng Hàn Quốc trước kia là của Trung Quốc, là của chúng ta. Còn như Nhật Bản, Việt Nam, thậm chí Lào, Campuchia đều từng có đi lại với Trung Nguyên nên đều là của chúng ta. Người Trung Quốc nói những người phản kháng ở Hồng Kông có huyết thống Việt Nam. Họ hận Việt Nam còn sâu sắc hơn cái họ hận với người Hồng Kông. Người Trung Quốc khi nói đến Hồng Kông luôn ngây thơ tự tin vì nghĩ rằng Hồng Kông đã quay về rồi, Hồng Kông là Trung Quốc nên cũng là chúng ta. Nhưng Việt Nam đã độc lập. Hơn nữa trong hiện thực chính trị quốc tế, họ còn bị xem là thân Mỹ phản Trung. Cho nên tự bản thân người Trung Quốc biết rằng không thể nói được gì. Thậm chí, bởi vì văn tự đã khác biệt, người Việt Nam đang nghĩ gì, người Trung Quốc cũng chưa chắc đã hiểu được. Trong thế giới của người Trung Quốc, Việt Nam giống như đã thoát ly từ cuộc chiến tranh nha phiến, ngày nay không còn phụ thuộc thiên triều và là một cái bệnh trong nội tâm của họ. Người Hồng Kông đòi tự quyết phương thức sống của mình, nhưng trong mắt truyền thông nhà nước Trung Quốc thì lại là bế quan tự thủ, cự tuyệt hòa hợp với Trung Quốc, nhất thời là một công trình đòi ly khai khỏi Trung Quốc. Nhưng Việt Nam lại chính là một ví dụ kinh điển về sự rời bỏ Trung Quốc. Họ ngay cả chữ Hán cũng bỏ, đổi thành chữ Tượng Thanh. Đương nhiên Hàn Quốc cũng vậy. Những gì từng có quan hệ cuối cùng đều dần dần nhận không ra được. Trong 1.000 năm nay, Việt Nam đã dựa vào bản thân đánh bại các quân đội Trung Quốc mà giành được độc lập thực tế.
các anh hùng dân tộc được sùng bái ở Việt Nam, nếu không phải là chống lại quân đội Trung Quốc, thì cũng là từng xâm chiếm Trung Quốc. Người Việt Nam từ cổ đến nay rất giỏi khiến các nước lớn rứt đầu mẻ chán. Lấy tiêu chí hiện đại mà nói, thì họ là dân tộc dám đối mặt với đế quốc để đấu tranh giành độc lập. Nhưng trong vũ trụ của nước lớn, họ là nhân vật phản diện chống lại các đế quốc thiên hạ, là trở ngại khiến vương giả không thể làm vua thiên hạ và là chỗ mà đạo không thể thấm nhuần. Những hối tiếc của người Trung Quốc đối với Hàn Quốc, Việt Nam ngày nay bị ném vào Hồng Kông, dùng người Việt Nam để náo loạn Hồng Kông, rõ ràng đã cho thấy cái tiềm thức lịch sử. Trung Quốc cam kết với thế giới và Hồng Kông về quyền lợi của Hồng Kông nhưng không thực hiện. Quân cảnh bạo lực đánh người, thậm chí giết người. Các băng đảng đen tham gia chấn áp, nhưng rất nhiều người Trung Quốc lại xem là tiểu tiết. Đối với họ, quan trọng nhất vẫn là một nước Trung Quốc và Hồng Kông là của Trung Quốc. Họ không thấy người Hồng Kông đổ máu, họ chỉ thấy Việt Nam lại đến rồi. Lại có người muốn độc lập khỏi đế quốc. Đây là cơn ác mộng của họ. Các bạn thân mến, trên đây là một số ý kiến trên truyền thông Trung Quốc và Hồng Kông xoay quanh tin đồn những thủ lĩnh biểu tình là hậu duệ của Việt Nam. Bài báo của Hoàn Cầu Thời báo đã bác bỏ tin đồn này dựa trên những bằng chứng cụ thể về lý lịch của những người như Hoàng Chi Phong, Hà Vận Thi, Chiêu Hiến Thông. Bài viết của Lô Kỳ Đạt thì tập trung vào tiềm thức lịch sử của dân Trung Quốc để lý giải vì sao trên mạng Trung Quốc lại đồn đại biểu tình ở Hồng Kông có liên quan đến Việt Nam. Chốt lại vấn đề là những cuộc biểu tình căng thẳng ở Hồng Kông hiện nay có căn nguyên từ những mâu thuẫn bất mãn vốn đã âm ỉ từ lâu của một bộ phận người dân Hồng Kông với phương pháp quản lý của chính quyền, và dự luật dẫn độ chỉ là một giọt nước tràn ly mà thôi. Còn vấn đề mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin đồn rằng những thủ lĩnh biểu tình là hậu duệ Việt Nam thì như Lô Kỳ Đạt đã nói, chẳng qua có hai lý do. Một là sự đổ lỗi cho tác động của bên ngoài mà không thừa nhận những bất mãn của dân chúng Hồng Kông. Thứ hai là phản ánh một nỗi lo từ tiềm thức lịch sử, sợ rằng Hồng Kông rồi có thể sẽ trở thành độc lập hẳn với Trung Quốc. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng có thể còn có một lý do nữa là những diễn biến căng thẳng ở Biển Đông. Những tin đồn đầu tiên về thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông là hậu duệ Việt Nam xuất hiện hồi tháng 8. Trong khi đó, từ đầu tháng 7, Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đối đầu nhau trên vùng biển gần bãi Tư Chính. Trong bối cảnh đó, việc đồn đại tình hình Hồng Kông có liên quan đến Việt Nam có thể nhằm mục đích kích động tinh thần dân tộc để hướng vào một kẻ thù cụ thể ở bên ngoài nhằm khỏa lấp đi những chia rẽ trong nội bộ của họ. Rốt cục thì người Trung Quốc ở đâu vẫn là người Trung Quốc. Bình thường người Hoa ở Hồng Kông và người Hoa ở Đài Loan nghĩ rằng họ khác người Hoa ở Đại Lục. Tuy nhiên nếu dân tộc Trung Hoa đứng trước mối đe dọa từ người ngoài, thì họ sẽ tạm gác các mâu thuẫn nội bộ để đối phó với người ngoài. Đó là lý do Trung Quốc hay dùng biện pháp phát động chiến tranh ra ngoài để giải quyết các mâu thuẫn nội bộ. Do vậy, tình hình biểu tình hiện nay ở Hồng Kông, đối với Việt Nam mà nói, cũng chưa chắc là một điều gì quá tốt đẹp để phải hô hào nhau ủng hộ ở trên mạng xã hội. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.